Ôi con, trời ơi, con trai mà khóc chi đây, khổ ghê vậy á. Con khổ tâm lắm bác ơi. Ai gọi kìa? Vợ con gọi với ai? Đó bác thấy không? Ngồi mới có 10 phút một hồ mà 40 cuộc gọi nhỡ, 200 tin nhắn thoại, 400 tin nhắn hình, làm sao mà con trả lời nổi. Nhưng mà bác nói con nghe nè, rồi con qua đây con ở nhà bác cũng không phải là cách. Con để con vợ con bển mình không được đâu con. Phải tìm cách gì vậy con? Về giùm tôi đi ông Thuận ơi. Sáng giờ vợ ông gọi tôi cháy máy luôn rồi đó. Rồi ông có nói tôi ở đây không? Tôi điên hả? À, tôi điên hả? Tôi nói ông ở đây nó mua xăng qua nó đốt nhà tôi luôn hả? Ờ đúng rồi, cho nó biết. Bây giờ sao đây? Sao gì không biết nữa. Bác biết không? Sao? Con đi làm chứ phải con ở không đâu. Đi làm về mệt, muốn nằm nghỉ chút xíu à, cũng không cho. Kiếm đủ chuyện cho con làm á, biểu con nó gọi nữa kìa. Kêu con thay tả cho con, pha sữa, ngồi nói chuyện với con, rồi dẫn con đi chơi. Nói là ông không làm vậy rồi mốt nhỏ lớn lên tự kỷ, nó không gần gũi cha mẹ. Đúng rồi, gia đình ông là đàn ông là trụ cột, cũng phải lo lắng chút xíu chứ. Chưa hết, đâu phải vậy không đâu. Con kiếm ra đủ thứ chuyện cho tôi làm thế nào. Biểu đi chợ mua rau, rồi đi mua thịt, rồi nấu cơm, rồi rửa chén lau nhà. Giống như là môi ra đủ thứ chuyện cho con làm á. Mà phải chi nhà nghèo không nói, giàu thì không giàu, nhưng mà cũng đủ tiền thuê người làm. Mà tiết kiệm muốn chịu thuê, chăm dâu đổ đồ tạp riết con bị khùng nặng luôn á. Cũng tại ông, đàn ông mà không biết có chia sẻ công việc gia đình với vợ gì hết á. Tôi thấy ông rảnh là ông đi nhậu suốt vậy đó. Vợ ông nó quậy thì phải rồi. Quẳng gánh lo toan, thanh thản mà sống, đúng không? Như vậy mới là đàn ông nè. Rồi con đi. Nói phải biết hiểu, phải biết san sẻ với vợ. Cửa không khóa, mời ông về. Đi về đi con. Thuận. Ủa con, nó chạy lên lầu nhà mình chi vậy? Chắc nó buồn quá, nó đi nhảy lầu lắm. Bậy bạ, lầu nhà mình nó nghe, có chuyện gì mình chịu trách nhiệm đó nghe. Ê, lầu nhà tôi mà chạy. Chạy theo. Ê, đừng có làm bậy, ông Thuận. Ông mở cửa ra coi. Không, chui vô phòng má tôi vậy? Không, mắt tôi không đau. Không, ra ra ra, để tôi ra, để tôi ra. Ra chứ. Chui ra. Kẹt cái đầu tôi. Gì vậy? Kẹt cái đầu ơi. Ông buông ra, ông làm gì? Ông mà tôi mà chấn thương sọ não là ông đền hết nha chưa. Nè, tự nhiên chui vô phòng mẹ tôi vậy? Hả? Ai biết phòng ai, nhưng mà ông không cho tôi ở lại, tôi cố thủ con này luôn á nha. Ừ, ông cố đi. Cố quá, tôi cho ông quá cố luôn bây giờ đó. Kệ tôi. Kệ không, bây giờ có cái gì ra đây nè, bàn cách giải quyết cho. Không, ông dụ tôi hả? Tôi đi ra cái ông lâu tôi, ông đuổi tôi ra khỏi nhà hay sao? Không, tôi không ra. Đầu ông cứng hơn cái cửa này nữa. Bây giờ ông muốn cái gì? Tôi muốn ở đây một mình. Tôi muốn không gian yên tĩnh. Tôi muốn Tôi muốn một mình, tôi không muốn ông ở đây nữa. Một mình thì đi về nhà một mình đi. Không, trả nhà này. Trả phòng lại cho má tôi. Đẹp. Cha này thiệt. Bây giờ ông ra không? Ông Thuận. Bây giờ ông ra đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với ông rồi tìm cách giải quyết. Hứa luôn. Ông Thuận. Bây giờ tôi năn nỉ ông luôn đó. Bây giờ ông muốn cái gì? Ông Thuận. Ông cũng muốn. Chịu ra rồi đó hả? Bây giờ ông muốn cái gì ông nói đi. Tôi có một thỉnh cầu. Cái gì ông nói đi. Ông có thể order cho tôi một dĩa cơm tấm sườn mì chả bánh được không? Cơm tấm rồi bánh gì? Bánh xe hả? Một dĩa sườn mì chả ít cơm nhiều thịt. Đừng lấy mỡ hành nha. Nhưng mà sườn mỡ hay sườn cay? Sườn cay. Sườn mỡ bị béo phì không tốt. Nhớ đừng lấy đồ chua nữa. Rồi bây giờ xuống nhà đi, tôi mua về để một dĩa ăn cho nó ngon ha. Tôi đâu có dạ dột tin ông. 5 phút nữa mà không có dĩa cơm tấm sườn mì chả, không mỡ hành, không đồ chua, tôi sẽ không đi đâu hết. Ông ra đi được, ông biết tại tôi.
Gọi điện thoại cho con vợ đó chưa? Trời ơi, ở đây mà còn thơ thờ giờ mà uống nước, gọi liền chứ nó qua nước rồi chồng mới về đi. Con gọi rồi, con nói là chị Thảo ơi làm ơn chị qua chị thỉnh ông chồng chị về giùm cái. Trời ơi, ai đời qua nhà mình ăn dạ rồi còn biết đìa chủ nhà nữa. Trời ơi thì khổ ghê, tự nhiên ông kêu đà mãi vào cổ à. Mua cơm tấm cho ông ăn. Trời ơi thở rồi này. Ông đâu rồi? Hả? Ông đâu rồi? Kêu ra đây. Nè nè con. Nè nè nè, ở nhà con ăn hiếp nó sao bác không biết. Nhưng mà bà qua đây làm ơn nhỏ nhẹ, thỉnh nó về giùm tao cái đi. Con nhỏ nhẹ gì nổi, ở nhà biết bao nhiêu việc một mình con lo, con còn nhỏ hả, vừa bú vừa đá vừa y vừa tắm đủ thứ hết trơn à. Bác là phụ nữ, bác phải hiểu cho con nhé, dù sao mình cũng là chị em mà. Chị em phụ nữ đi với má mày kìa chứ phải với mày đâu. Bây giờ ổng ở đâu kìa? Đừng nói nhiều, Nè con cầm hộp cơm lên. Dạ. Nhỏ nhẹ, mình đừng có la lớn. Con nghe mày nó ra. Đi lên. Nghe tiếng chị là ổng nhảy lầu luôn đó. Đi. Lên kìa. Nhỏ nhẹ, đừng có giận. Bình tĩnh. Thôi, ông Thuận mà ông nghe cái tiếng của chị là ông trốn trong đó luôn đó. Ông Thuận ơi, ông Thuận, có cơm rồi nè. Cơm tấm, sườn cây, ít mỡ hành, ít bánh luôn. Đã nhận hàng không ơi? Sao hồi nãy nó kêu, nó đói bụng, nó kêu con mua. Sao giờ kêu hoài, nó không gọi, không lẽ nó ngủ. Ngủ gì, nó mới nói chuyện với con xong rồi đâu ngủ lẹ vậy. Dạ. Để con kêu lại lần nữa. Kim sẻ gọi đại bàn, đại bàn nghe rõ trả lời. Ông Thuận, có cơm rồi nè. Trời ơi, miếng xuồng nó thơm, nó ngon, dễ sợ. Không ăn là tôi ăn hết đó nghe. Ông Thuận. Dạ, ông không mở cửa tôi phá. Thuận ơi, ông mở cửa, tôi phá cửa luôn nghe. Mở cửa Thuận. Con, Thuận ơi, cơm tắm nè con. Tiếng rên, nghe tiếng rên nó ghê vậy. Trời ơi, bác ơi, con linh cảm là chồng con có chuyện gì đó. Hả? Hiện kịp thời đưa vô bệnh viện á, nên là mấy hôm nay chữa trị á ảnh thuyên giảm nhiều. Trời ơi, không thôi là không biết kết quả nó như thế nào luôn á. Bác sĩ ơi, mà sao kỳ vậy, chồng em còn trẻ quá mà sao bị nhồi máu cơ tim vậy? Mấy người già người ta mới bị chứ, phải không anh? Ôi sụi lơ luôn kìa, mấy bữa lanh lắm sao mà bị. Bác sĩ ơi, nguyên nhân nào bị nhồi máu cơ tim vậy bác sĩ? Để nói về cái bệnh, cái nguyên nhân của nhồi máu cơ tim ha, thì trước hết phải biết đến cái nhồi máu cơ tim là bệnh gì. Thì nhồi máu cơ tim còn gọi là cái bệnh động mạch vành ha. Động mạch vành là cái mạch máu duy nhất mà cung cấp máu cho tim. Cái bệnh này nó rất là nguy hiểm ha, nó gây ra tử vong hàng đầu trong tất cả các nguyên nhân mà gây tử vong của tim mạch. Thì cái bệnh này hầu hết là do cái mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, nó gây hẹp cái động mạch vành. Thì khi mà máu nuôi động mạch vành bị thiếu thì gây thiếu máu cơ tim. Còn nếu mà có cái mảng xơ vữa đó thì nó tạo điều kiện cho cái cục máu đông nó hình thành, nó gây bứt tắc hoàn toàn cái động mạch vành, sẽ gây cái trường hợp nhồi máu cơ tim giống như là của anh vậy đó. Trời ơi, cục máu đông. Bác sĩ ơi, nếu bệnh này mà không phát hiện kịp thời để điều trị á, hậu quả như thế nào hả bác sĩ? Cái bệnh này rất là nguy hiểm ha, nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể là chữa khỏi. Tuy nhiên nếu mà không có phát hiện kịp thời và không được điều trị thì dẫn đến những cái hậu quả rất là nặng nề, có thể là dẫn đến cái biến chứng tử vong. Những cái trường hợp mà những cái biến chứng mà cấp mà mới á, thì rất là nghiêm trọng, có thể là tử vong đột ngột ha, có thể là vỡ cái thành tim, có thể là rối loạn nhịp, gây là suy tim rất là nặng nề. Trời ghê quá anh. Mà bác sĩ ơi, cái cách mình phòng ngừa để mà đừng có dẫn đến cái căn bệnh này á. Thì cái căn bệnh này là căn bệnh rất là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta có thể là phòng ngừa được bằng cách là thay đổi cái chế độ ăn, thay đổi cái lối sống của mình. Ví dụ như chúng ta thừa cân thì chúng ta sẽ giảm cân, rồi hạn chế mấy cái ăn ngọt, ăn nhiều chất béo ha. Quan trọng là phải bỏ cái hút thuốc lá và giảm rượu bia. Bánh ngọt nhiều lắm.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, tình trạng bệnh của chồng em là mới nên dễ điều trị, nhưng mà em sợ một ngày qua thì á nó tiến triển mạnh lên, nặng lên. Mình thì nặng. Bây giờ mình muốn ngăn chặn, mình muốn không có phát triển nặng á, thì mình phải điều trị phác đồ như thế nào ạ? Đối với trường hợp của anh ha, thì mình đã chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Cái mạch máu mà bị tắc hẹp á, thì mình cũng đã được lưu thông hoàn toàn. Thì ngoài cái chế độ là dùng thuốc men ha, thì phải dùng thuốc mà liên tục và suốt đời, không bao giờ được bỏ thuốc ha. Cái quan trọng nữa là giống như mình đã nói là phải thay đổi cái lối sống, cái chế độ ăn và tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Trời ơi, nguy hiểm quá, dùng thuốc suốt đời luôn. Suốt đời luôn rồi. Nếu mà mình không sử dụng thuốc trong một thời gian thì nó sẽ tái phát và nặng hơn hả bác sĩ? Đúng rồi. Nếu mà ngưng thuốc thì có thể là bệnh nó sẽ càng nặng hơn ha. Có thể là những cái mạch máu thông nó sẽ bị tắc hẹp lại, và khi mà bị lại một lần nữa thì có thể là rất là nguy hiểm tới tính mạng. Trời ơi, vậy là cả đời sống chung với thuốc hả? Đúng rồi, đây là một cái bệnh mãn tính mà phải điều trị bằng thuốc suốt đời. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hôm nay bác sĩ tư vấn nhiều về bệnh nhồi máu cơ tim, vợ chồng em hiểu ra nhiều vấn đề. Nếu sau này á, gia đình người thân có những vấn đề về liên quan về bệnh tim mà cần thắc mắc, cần tư vấn, nhờ bác sĩ giúp đỡ được không ạ? Nếu gia đình mình hay mọi người có vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn thì cứ alo bác sĩ nghe. Tám, chín, mười. Cô ơi, có hết đất đủ 10 cái rồi cô. Đâu, lại cô coi coi. Dạ. Sao mà càng tập mà cái bụng càng phệ vậy? Ồ, vậy là phải tăng đô rồi. 10 cái là không có đủ đâu. Bây giờ con phải tập nhiều hơn nữa. Lên 15 cái không cô? Con làm liền luôn cô. Đâu, con phải lên 100. 100 là 100 cái. Yes. Cô nói cho con nghe, đàn ông á, mà để bụng phệ là rất là xấu. Mà con còn trẻ mà bụng phệ xệ như vậy là không có được rồi. Cô nói cho con biết, cái dòng họ nhà này á, đàn ông ai cũng đẹp hết á. Con thấy ông nội con không? Trời, bây giờ ông già mà tóc ông bạc trắng rồi, mà ông đi ra ngoài đường hả, mà con gái chân dài hot girl nó còn chạy nó xách dép theo ông. Ba con đó con thấy không? Ba con đẹp trai cao to, cứ như tài tử Hồng Kông vậy đó. Con đừng có để đến đời con tự nhiên chất quốc xấu quắc là kỳ cục lắm, nhục lắm á. Nhục như con cá nục luôn á. Bởi vì con phải cố gắng con tập cho cô nè, để body con thiệt là đẹp cho cô. Nhá. Mà tập 100 cái là con chịu không nổi đâu cô. Trời ơi, chưa cần ăn ngửi mùi thấy ngon rồi. Con trai ơi, có ở nhà không? Mở cửa cho cô đi con. Dạ cô. Con mệt không? Con mệt không? Hả? Cô nói là cô dẫn hamburger đi chơi mà con. Cô cũng tính dắt hamburger đi chơi, nhưng mà trời nó nóng quá, cái hamburger nó buồn ngủ, nó mệt, nó đòi về đó mà. Dạ. Nãy giờ trước khi đi cô dặn con là ở nhà con tập cái bài mà cô dặn, con tập chưa? Con định lên lầu con thay đồ xong tập mà cô. Cô hử gì vậy con? Như cô đang bị cái con gì nó nhập vô người cô á. À, chó nó nhập. Lưu hít được mùi nè. Hình như cái người con nó đang có cái mùi chicken đúng không? Có mùi gì đâu cô, con mới tắm xong à. À, cô biết rồi. Dạ. Cô sorry. Dạ. Không phải mùi chicken mà là mùi beef. Mùi gì đâu cô? Mùi thịt bò đó. Không phải mùi gì đâu. À, anh ăn Dũng đúng không? Ăn Dũng gì? Anh có phải là mèo gì đâu. Ăn Dũng. Em tào lao quá. Đó, một con chó con đó đang đánh mùi phụ đó. À, con phát hiện ra rồi. Hamburger. À,
cái hamburger này là của ai? Cái này không phải của con. Không phải của anh thì là của em. Thì không phải của con thì là của nó, cho nó ăn đi. Hamburger, con cứ ăn hamburger đi. Ăn ngon miệng nha. Cái gì vậy? Thì không phải của con mà sao mặt mày con tiếc nuối quá vậy? Cô đã nói với con rồi, muốn ăn kiêng, muốn gọn người là mình phải làm sao? Mình không ăn tinh bột, mình chỉ ăn rau và uống nước trái cây thôi, để cho người nó khỏe, nó thanh lọc cơ thể. Đằng này con cứ ăn tinh bột, con ăn hamburger thì làm sao mà con gọn được? Con phải nhìn cô, con học tập nè. Cô sanh baby rồi mà ngày nào cô cũng luyện tập thể thao ăn kiêng. Lúc nào người ta nhìn cô, người ta cũng tưởng cô mới có 18 tuổi, người ta tưởng cô là hot girl. Cái bài tập mà cô dạy con là con đã tập được bao nhiêu cái rồi? Tập nhiêu cái rồi? Dạ, con tập tới 10 cái rồi đó cô. Hả? Tập tới 10 cái luôn rồi hả? Dạ, dạ. Giờ còn thiếu 90 cái đó, con làm ơn con nằm xuống đây con hít đất cho cô coi đi. Con là mai tập đi cô. Con đau quá à. À đúng rồi, con hiểu rồi. Tại vì con nhai hamburger nhiều quá đó, cái cơ hàm nó mỏi nên nó đau giật lên cái lỗ tai con đó. Nhưng mà tập, tập đi. Tập liền cho tôi đi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Gắn lên, gắn lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đâu tay con. Wow, khen gì? Sao vậy? Trời ơi, sao con không có lo tập thể dục gì? Bây giờ 8 giờ sáng rồi mà con cũng còn ngủ nữa vậy? Con Come on baby, tập thể dục liền đi. Hôm nay nghỉ đừng con mệt quá. Trời ơi, con đang tập nửa chừng, tự nhiên cái con đòi con bỏ đi, con không tập nữa là cái cơ thể mình nó sẽ bị trở lại như cũ luôn, không có đẹp. Nên tập tành là mình phải siêng, ngày nào mình cũng tập hết thì cái body mình mới đẹp, mới chuẩn. Nhưng mà con đau tay quá. Con đau tay chứ đâu phải con đau cái tay đâu, cái tay mình vẫn tập được. Cô biết bây giờ là con mới vừa tập thôi, nó dry thì nó làm cho cái người con nó đau đó, nó giống như tay chân của ai á. Nhưng mà con cứ tập đều đi thì là con sẽ quen, con không thấy đau người nữa. Cố gắng đi con, phải tập đi. Tập đi chứ lười biếng như vậy là cái body mình nó không có đẹp. Sao? Dạ. Con đau làm sao? Con đau tay đó không? Đau tay à? Dạ. Con đưa à, nội coi, có con gì chui vô không? Không phải. Bác để con nói nè. Nó đau tay chứ không phải nó đau tay, mà là cái lỗ tai nó đau là vì nó nghe phone nhiều quá nên nó đau đó. Phải không con? Nhưng mà mấy bữa nay con đâu có đeo tai nghe nữa đâu. Đúng là lười biếng. Bác, con nói bác nghe nè, thực sự ra cái chuyện này á, bác để cho con lo đi. Kenjin á, thực ra là nó quá lười tập đi. Con thì con muốn cho nó có một cái cơ thể đẹp và chắc chắn, chứ mà nó lười tập như vậy á, là coi như là không có kết quả, không có tốt. Nhưng mà bác thấy nó không ổn á, nó lại nóng nữa, mà cái má nó sưng lên vậy nè. Wow. Nhất là viêm nhiễm là không tốt đó nha con. Có cái vấn đề gì nó mới viêm nhiễm chứ không phải là tập thể dục quá sức. Bác, để con giải thích cho bác. Khi mà một đứa trẻ mà nó nóng trong người, cái nhiệt nó nóng thì nó càng phải cần tập thể dục. Khi mà tập thể dục cái người nó nóng rồi nó ra mồ hôi nữa thì nó sẽ giải tỏa cái nóng và nó sẽ người nó mát lại. Còn nói sao á, cháu nó đang bị sốt. Em đi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Bác ơi, cái công trình của con bây giờ đang tập cho Kenji mà bác cứ cưng chiều nó như vậy, bác không cho nó tập là công cốc của con, công sức của con nó thành công cốc. Bác đã nói rồi, không tập tành gì nữa, để cháu nó nghỉ đi. Con đau. Bác cứ để nó cố gắng, nó từ từ bình tĩnh, nó đau thôi rồi được. Nó tập một cái nó sẽ hết đau và nó quên cái đau. Mình phải try cho nó mỗi ngày, nó cố gắng và nó quên đi cái nỗi đau cơ thể. Con thấy người cũng mệt quá. Tay liệt, tay chân liệt chân quá. Đúng rồi, mình tập nhiều quá, cái người mình nó như người máy vậy đó, nó rệu rạo. Mình cảm giác giống như là tay chân của ai á. Con cứ tập đi rồi từ từ con sẽ cảm giác cái tay chân là tay chân của con. Đâu tay chân khác, đây nó đâu
Nó này coi mặt đỏ nó sưng này, nhất là quay hàm này, tay này. Không được rồi. Coi coi, còn đâu mà. Ồ, bắt tôi bắt rồi. Sao mà nó sốt quá vậy? Bắt. Thôi, không có nói gì nữa. Alo, bác sĩ ơi. Thì sau khi mà thăm khám bé xong á, bé của mình nó là bị quai bị rồi nha người nhà. Bị quai bị à? Đúng rồi, bị quai bị. Ồ, vậy là cháu nó bị quai bị hả? Đúng rồi mẹ. Nhưng mà cái bệnh quai bị này á là tại sao tự nhiên nó lại bệnh quai bị? Do có phải là nó tập thể dục nhiều quá, hay là nó vất vả quá, hay là nó bị một cái gì mà nó bị bệnh quai bị? Người nhà bình tĩnh trước nè. Dạ. Bệnh quai bị này á là do chủ yếu là do lây lan, với lại do mình chưa chích ngừa nữa đó người nhà. Thì đối với những bạn mà bị quai bị á, người nhà sẽ thấy con mình nó bị sưng đau cái gấp hàm. Có thể có bạn là bị một bên, có bạn là sẽ bị hai bên. Rồi có kèm với những triệu chứng giống như là sốt, than đau tai, đau đầu, đau cơ. Thì những cái triệu chứng đó là mình sẽ nghi ngờ bệnh quai bị đó nha người nhà. Hồi bây giờ thì khoa học tiến bộ rồi. Thời của bác hồi còn nhỏ cũng hay bị quai bị. Cái mấy ông bà già xưa hoặc là má của bác cứ kêu là đi thầy phán đi, phán gì lên, hoặc là lấy cái quai của cái bị đốt thì thoa lên, thấy một tuần lễ nó cũng hết. Thì cái đó, cái cách chữa trị như vậy nó có phải đúng không bác sĩ? Cách chữa trị này là không có đúng người nhà ơi. Tại vì bản thân cái bệnh quai bị này mình không cần phải làm gì hết, nó cũng sẽ nó cũng tự hết. Đúng rồi, nó sẽ hết sau khoảng 7 cho tới 10 ngày. Vô tình với cái thời gian mà mình đắp mấy cái thuốc đó lên á là nó cũng sẽ tự hết thôi, chứ không phải đó là phương pháp điều trị nha. Cái bệnh này đó là do một cái con virus, nó tên là paramycovirus, thì thường nó sẽ tự giới hạn. Nhưng mà mình quan trọng của cái bệnh này, một á, là mình theo dõi sát để theo dõi những cái biến chứng mà của bệnh quai bị. Thứ hai nữa đó là mình phòng ngừa lây lan. Mà bác sĩ ơi, cái hồi nhỏ đó tôi cũng bị, là vì không phải là tự nhiên mình bị, mà là có một cái cô bạn chung xóm đó, cô bị, cô uống thuốc, cô uống nước xong rồi tôi uống chung cái ly, thế là mai tôi bệnh liền. Rồi á, lúc mà tôi bị như vậy á, thì mấy người mới nói là những người mà con gái mà lúc chút xíu mà bị quai bị lớn lên là bị vô sinh. Nhưng mà cuối cùng tôi lớn lên tôi vẫn có con bình thường. Nhưng mà tôi hỏi bác sĩ nè, là tôi ở bệnh á, là tôi thấy trẻ con ít ai bị bệnh quai bị lắm. Mà bệnh quai bị này á, mà khi mà mình có bị á, thì mình có bao giờ mà mình bị lần thứ hai nữa không? Hay là chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời thôi? Bây giờ có những vấn đề cần phải làm rõ với mẹ. Thứ nhất là cái cô bạn hàng xóm á, mình uống chung cái ly, ngày hôm sau mình bị là không phải đó nha. Tại vì cái thời gian ủ bệnh của bệnh này thường là khoảng 14-18 ngày, tức là khoảng 2-3 tuần á. Nhưng mà nó có thể lây cho mình từ trước khi mà mình bị sưng đau gấp hàm luôn. Cái thời gian mà nó mà gần như là mạnh nhất mà nó có thể lây á là trước khi mà nó sưng á khoảng 1-2 ngày, hoặc là và sau khi sưng khoảng 5 ngày. Tức là có nhiều bạn, mặc dù bạn đã bị rồi nhưng mà mình không biết, xong sau đó mình chơi, mình tiếp xúc gần với bạn cái mình bị lây. Nhưng mà mới chỉ có một ngày thì thường là không phải rồi. Cái thứ hai nữa đó là hiện nay á, người nhà sẽ thấy cái chuyện quay bị nó ít hơn rất nhiều so với hồi xưa, là nhờ cái chủng ngừa của mình đó. Nhờ chủng ngừa của mình tốt cho nên đó là nó làm giảm cái tỷ lệ mà bị bệnh quai bị. Rồi cái thứ ba, không phải bạn nào bị quai bị cũng vô sinh hết trơn nha. Bệnh quai bị này nè, nó có một cái biến chứng mà nhiều người dân gian người ta sợ, đó là vô sinh ở trẻ nam thôi nha, còn nữ là không có bị đâu nha mẹ. Tại vì nó gây ra cái chuyện đó là viêm tuyến sinh dục, viêm cái tinh hoàn đó. Những bạn mà thấy viêm sưng đau tinh hoàn, đặc biệt là những người mà bị cả hai bên luôn á, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ sẽ bị vô sinh. Nhưng không phải tất cả các bạn đều bị. Cái tỷ lệ này nó xảy ra ít thôi hà. Mình phải theo dõi sát, để nếu mà con mình nó cũng sưng đau tinh hoàn là mình phải dẫn tới khám. Rồi còn cái chuyện mà chích ngừa của mình đó. Cái chuyện chích ngừa của mình thì có một cái tỷ lệ nhỏ chích ngừa rồi nó vẫn có thể bị. Nhưng mà nhỏ thôi, ít thôi. Bác sĩ ơi, rồi bị bệnh quai bị là có ảnh hưởng gì tới cơ thể con bác sĩ? Thì những cái ngày mà con bị bệnh quai bị vậy nè, đầu tiên là con sẽ thấy sốt, thấy khi nào trong người con cũng thấy mệt mỏi hết trơn á. Con có thể đau nhức mình mẩy, rồi con sưng đau hai cái tuyến này nè, nhiều khi con há miệng ra nuốt con cũng sẽ thấy đau. Thì trong những cái ngày đó con sẽ rất là khó chịu,
Thành ra đó là người nhà nhớ quan tâm con, đặc biệt là những ngày đó nha. Rồi cái thứ hai nữa đó là những ngày khi mà con sưng đau vậy nè, con có thể sẽ lây cho những bạn khác hoặc là em trong nhà. Cho nên nếu được thì cho con nghỉ học trong những cái ngày mà con sưng đau cái tuyến mang tai này. Giờ không giấu gì bác sĩ, nhà tôi thì có mình nó là cháu nội, cháu đích tôn nữa. Mà tôi sợ nhất là không có ai có con nối dòng, cháu nối dòng. Vậy thì bây giờ nó bị như vậy thì mình có điều trị tiếp hay là mình có cách gì theo dõi để sau này nó lỡ nó bị cái chứng mà không có con không bác sĩ? Rồi bản thân cái bệnh này như hồi nãy bác sĩ có nói nó sẽ tự hết. Nên mình quan trọng nhất của mình là theo dõi để phát hiện sớm cái biến chứng. Thì hồi nãy bác sĩ có khám con rồi, con nó không có nghi ngờ biến chứng của viêm tinh hoàn hay là viêm màng não hay là viêm tụy gì hết trơn. Cho tới lúc này là chưa thấy có những cái biến chứng đó. Cho nên người nhà cũng yên tâm, không phải bạn nào bị quay bị cũng vô sinh đâu nha. Nhưng mà nhớ là những bạn khác nhỏ nhà mà mình chưa chích ngừa đó là phải dẫn con đi chích ngừa. Thì thường á, là mình sẽ chích ngừa 2 mũi nha người nhà. Cái mũi đầu tiên của mình á, là mình chích lúc mà trẻ được khoảng 12 tháng. Mũi thứ hai đó là mình sẽ chích sau đó khoảng 3 cho tới 5 năm, tức là lúc đó con mình khoảng 4 tới 6 tuổi đó. Nhớ phải chích ngừa đầy đủ. Bác sĩ nói vậy thì bác sĩ ơi, thực sự ra bữa hôm nó bị qua bị mà tôi không có biết, tôi bắt nó tập thể dục nó workout như vậy là mình có bị sai hay không, hay là khi nó bị này mình cho nó nghỉ ngơi, hay là nó có thể làm mọi việc bình thường? Những ngày mà ví dụ như mẹ bệnh đi, mẹ muốn nghỉ ngơi hay mẹ muốn làm việc bình thường hay là mẹ muốn làm nặng? Làm nổi nằm luôn đó. Đúng rồi, bản thân mình khi mà mình bị bệnh mình cũng thích nghỉ ngơi mà, cho nên những ngày mà con mình bị bệnh vậy nè, mình nên cho con nghỉ ngơi, đặc biệt là phải uống nhiều nước. Nếu con đau quá thì mình cho con uống giảm đau, nếu sốt thì mình cho uống hạ sốt. Đó, con đừng có cãi bác nữa nha. Nếu mà có bệnh, có mệt thì nghỉ ngơi. Và nhất á, là coi mấy đứa con ở nhà đi chích ngừa cho nó chắc. Thì cũng cảm ơn bác sĩ. Thì vừa rồi thì bác sĩ nói thì cũng mừng quá. Thì trước nhất là cái biết, gia đình biết và mọi người cũng biết. Chứ bây giờ dân gian cứ thấy là quay bị thôi, cứ đắp đại cái thuốc gì rồi từ từ nó hết, vô tình nó hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó bị biến chứng. Đúng rồi. Đó, riêng gia đình tôi và cũng mong là mọi người biết. Thì cũng cảm ơn bác sĩ nhiều. Sau này nếu có cái gì mà liên quan đến quay bị hay là nhiễm vi khuẩn, siêu vi khuẩn mà ảnh hưởng đến tai mũi họng thì chắc cũng nhờ bác sĩ giúp đỡ hỗ trợ giùm mà. Đúng rồi, nếu mà mai mốt mình có bất kỳ một cái vấn đề gì mà mình thắc mắc thì cứ alo bác sĩ nghe.